Khi mà nghe tuổi thì giờ biết tuổi rồi, giờ sao? Vợ em nói vậy đó. Em trả lời là gì kêu bằng chị chứ kêu bằng sao. Chị kêu bằng chị chứ kêu bằng sao. Em có sợ là ổng coi như là ông bướm với mình không? Cũng sợ chứ anh. Đẹp trai mà ngọt mà hiền lắm chị. Hỏi có quen ai không thì đâu có nói đâu. Không bao lâu thì mấy em kia biết quen em, tự tìm tới em làm phiền em. Trời, lúc đó là em hơi bị điêu đứng rồi đó. Cái gì anh cũng tự làm kiếm tiền tự lo. Và mẹ thì đòi hỏi này kia anh cũng đáp ứng tất cả. Mà âm thầm chịu đựng bất cứ mọi giá. Ảnh có thể ăn cơm với nước mắm nhưng anh phải lo cho mẹ ảnh là theo ý của mẹ ảnh một chiêu toàn, không để cho mẹ buồn. Còn mẹ ảnh thì cứ nghĩ thằng con trai mình nó nhiều tiền lắm, đòi hỏi đủ thứ hết, nhưng mà không biết được cái khổ tâm của thằng trai. Chào chị Văn, xin chào anh Thịnh. Xin giới thiệu mình là Thiên Bảo, là ca sĩ và diễn viên tự do, 36 tuổi. Bảo ở quận mấy? Dạ quận 8. Quận 8. Dạ. Chào Bảo. Dạ. Chào vợ Bảo. Em xin chào anh Thuận, xin chào chị Vân. Em là Nhật Lan, năm nay em 46 tuổi. Nghề nghiệp của em hôm nay là kinh doanh thực phẩm chức năng á, bán trên online á chị. Thôi nói nghe nè, hai vợ chồng là cơ duyên nào mà gặp nhau vậy? Em đi tiệc sinh nhật thì thấy anh Bảo là hát, thì bạn em cũng giới thiệu đây là ca sĩ, thấy ảnh hiền hiền thì ảnh cũng làm quen với em, rồi xin số điện thoại kết bạn để nói chuyện. Thì lúc đầu thì xuống thì cũng bắt tay giao lưu, mình thấy hiền dễ thương. Về độ tuổi thì em chưa biết, sau khi mà nghe tuổi thì giờ biết tuổi rồi, giờ sao? Vợ em nói vậy đó. Em trả lời là gì kêu bằng chị chứ kêu bằng sao. Chị kêu bằng chị chứ kêu bằng sao. Khi về mình cách nói chuyện thì lại không có giống theo độ tuổi đó nữa, mà độ tuổi bằng lại được độ tuổi mình thì thấy hợp quá. Và đồng cảm với mình ở công việc của mình, cũng như là mình thấy vợ em mà có những cái rất là nghị lực trong cuộc sống. Em bắt đầu em tán tỉnh. Em nhắn tin bá đạo luôn, nhắn tin từ sáng đến chiều đến tối luôn. Lúc đầu chỉ kêu vợ chơi chơi có bằng chị thôi, nhưng mà sau đó kêu bằng tên. Tên xong rồi từ từ cái nó thôi chuyển qua cái khác cho nó ngọt ngào một chút hơn lại chứ. Lúc cái bảo nó có dạng không vậy em? Dạng chị mà ghê lắm chị ơi, lúc đó quen nhiều em lắm. Thời đó đâu phải tóc gì đâu chị, móc like. Rất là trẻ trung. Dạ. Em có sợ là ổng coi như là ông bướm với mình không? Cũng sợ chứ anh. Đẹp trai mà ngọt mà hiền lắm chị. Hỏi có quen ai không thì đâu có nói đâu. Nhưng mà em thấy ủa sao điện thoại gì mà cầm suốt ngày vậy? Bấm hoài. Dạ. Không bao lâu thì mấy em kia biết quen em, tự tìm tới em làm phiền em. Trời, lúc đó là em hơi bị điêu đứng rồi đó. Nhắn tin điện thoại kêu em là bà Lan sao quen, rồi nói là giờ thương sắp đám cưới giận lắm chị. Sắp mua đất mua nhà với quê ở đâu đó. Cái đó đẹp lắm chị. Cái em nói thì giờ chị nói cho em nghe, nếu anh Bảo thương em thì hai người cứ đến với nhau, chứ chị đâu có biết đâu, với chị đâu có khả năng mua đất mua nhà cho anh Bảo đây. Đó. Em có hỏi không hay em lẳng lặng xử lý thôi? Em lẳng lặng thử coi là có thuốc thật không. Thì bé kêu quậy quá, đòi đăng hình, đòi tự dặn thì mấy thuốc thật với em là rung rồi, sánh mặt luôn. Là lúc đó là hai đứa là quen coi như là mặn nồng rồi đúng không? Dạ. Đó, quay trở lại chút xíu đi, tua lại. Từ cái lúc mà uống cà phê và biết tên, biết tuổi thật luôn đó, thì bao lâu thì hai đứa mới chính thức quen nhau? Khoảng 3 tháng mấy, 4 tháng à. Tấn công dồn dập, nhưng mà cái kỷ niệm vui á là ngày hôm đó lên cái trời mưa thầm thá, cái em nói thôi giờ mình đi ăn, mà món đó là hai đứa ấn tượng với nhau là kiều nữ chân dài. Kiều nữ chân dài Lâm Trung Sơn nhái. Thì dẫn đi ăn xong rồi thôi giờ mình thương nhau rồi, giờ thôi mình đến với nhau luôn đi. Thì vợ em mới nói suy nghĩ kỹ chưa. Chứ chị em đó em nói thôi suy nghĩ kỹ rồi, còn chuyện bao nhiêu gái gú làm sao thì không màng tới nữa. Em có mặc cảm gì không khi mà ảnh tỏ tình với em á? Em sợ là gãy đổ, những cái nó không tốt đẹp nó đến là khi mà mình yêu sâu đậm quá rồi nó sẽ khổ là mình. Nói chung là cũng phong ba chị, gãy không mấy lần mới đi đến tới bây giờ đó chị. Cũng nhiều sóng gió lắm. Thứ dài quan trọng là sóng gió của gia đình. Thì trong thời điểm hai người quen nhau để chính thức đến với nhau luôn á, để về một mái ấm gia đình, bên vợ thì nói là con đừng có lấy thằng Bảo, tại vì Bảo thứ nhất còn trẻ, thứ hai đó là nó làm nghề này nó sẽ có thể bay nhảy các kiểu, con lớn tuổi hơn rồi con có bị tở chân thì khó mà ai sẽ thương con thật lòng. Bên em á thì nói với em là vợ của con lớn tuổi hơn rồi bị vậy nữa rồi sao mà nuôi con cho nổi, nuôi con đó đúng không, cho nổi. Không quán xuyến được gia đình thì em nói
thời gian sẽ là câu minh chứng. Nên là em làm mọi thứ hết để tạo được một cái lòng tin cho giữa đôi bên. Và đến khi mà em có em bé Winnie thì đó chính là câu trả lời cho hai bên gia đình. Và tại sao mà em thương vợ em, vợ em có một cái là rất là nghị lực. Cái quan trọng nhất đó là không bao giờ biết ghen và rất là tin tưởng lẫn nhau. Ở vậy là hai người tôn trọng với nhau và rất là thương nhau. Nhưng mà chị hỏi em là mấy cái phong ba bảo táp là vậy là nó từ đâu? Cái đầu tiên là do anh Bảo rất có hiếu với mẹ. Đi hát đi về là tiền bạc là đưa cho mẹ hết. Quen em nào là cũng phải thông qua mẹ. Lúc đó em rất khổ tâm. Con trai cái gì cũng phải trình với mẹ. Em có nói, em nói là có hiếu là phải có hiếu rồi, nhưng mà không phải cái gì cũng phải nói với mẹ. Mà lúc đó em, anh nói là ảnh sẽ sửa được, nhưng mà em không tin. Nhưng mà em không ngờ là ảnh sửa được. Là một cái vấn đề. Rồi cái vấn đề thứ hai, cái gì ảnh cũng tự làm kiếm tiền tự lo. Rồi mẹ thì đòi hỏi này kia, ảnh cũng đáp ứng tất cả. Mà âm thầm chịu đựng. Thì em thấy cái đó em thương. Có khi mà bất cứ mọi giá ảnh có thể ăn cơm với nước mắm, nhưng ảnh phải lo cho mẹ ảnh là theo ý của mẹ ảnh được chu toàn. Không để cho mẹ buồn. Còn mẹ ảnh thì cứ nghĩ thằng con trai mình nó nhiều tiền lắm, đòi hỏi đủ thứ hết, nhưng mà không biết được cái khổ tâm của thằng trai. Vấn đề mẹ ảnh và gái ảnh là quậy em nhiều nhất luôn. Thì bên em có những cái trở ngại gì không? Bên em thì chỉ có mẹ em là sợ em khổ. Mẹ em chỉ góp ý thôi, không có áp lực với em. Thấy đẹp trai, thấy nhỏ hơn, sợ con khổ. Với em đã có một đời rồi, sợ khổ thêm đời thứ hai nữa. Thì chỉ góp ý thôi, rồi sau đó là do em quyết định. Với người trước là có con không? Cũng đã có. Lúc mà gặp Bảo thì em là mẹ đơn thân, một mình nuôi con. Đó. Thì chính vì chỗ đó mà em thấy cái sự nghị lực riêng của vợ em tự động. Như vậy là cái nghị lực ở đó, Bảo mà chia sẻ thì là thứ nhất. Bạn này là bạn ấy thấy cái người vợ là như vậy thì bạn mới khâm phục. Đúng rồi. Từ cái lòng khâm phục rồi sau đó chuyển qua thương. Chính vì đó em rồi bắt đầu yêu vậy đó. Thứ lại là em thứ nhất là bị tật cái chân. Thứ hai nữa hoàn cảnh là gãy đổ rồi. Mà mẹ đứng gần lại nuôi con nữa. Thì bên cạnh những cái chuyện buồn thì có thì cũng có những cái chuyện mà vui, mà những cái chuyện để ấn tượng để cho hai người thấy không thể nào quên nhau là kỷ niệm của vợ chồng em mỗi năm. Sao ngay ngày sinh nhật em không có báo, em nói là hôm nay mình gặp nhau tại nhà. Thì sinh gặp nhật nhau của ai? Sinh nhật của vợ em. Gặp nhau tại nhà xong thì em làm món đồ ăn và tặng cái bánh kem lớn anh chị Văn. Bánh kem lớn anh chị Văn. Bánh kem gì nè, lớn dữ luôn, lớn dữ luôn. Thì khi đó em biết là thế nào chắc cũng sẽ nói mình, chắc cũng chửi mình là chắc này keo kiệt lắm hay sao. Nghĩ sao dẫn tới cho ăn đãi bánh sinh nhật bánh kem như đây. Nhưng mà bên trong bánh kem đó là sợi dây chuyền định mệnh. Đó đang đeo lấp la lấp lánh kìa. Dù đã 8 năm. Mà chị biết không, từ Sài Gòn mà em bán xong chiều 5 giờ em phải đi xe Phương Trang về Vĩnh Long. Mà em nhìn một cái bánh kem á, em muốn chọi vô cái mặt á. Cái bánh kem nó mất 3 muỗng hết rồi chị. Cái 25 ngàn nữa nha. Em quá ấm ức, em ráng kìm lại. Tại vì ở Vĩnh Long không phải khu vực của mình. Em đè xuống, trong bụng em nói rồi, xong ngày hôm nay, ngày mai bạn sẽ thấy mình như thế nào. Đó. Cái bạn nói, dở bánh kem lên ăn đi. Em nói, không, no rồi, không ăn. Rồi, em nói, thì cứ dở bánh kem lên đi. Em cũng gán xuống đó, em dở bánh lên thì em thấy sợi dây chuyền. Xúc động chị, mình thấy có lỗi rồi. Nhưng mà em không có nói ra. Cái hỏi thích không, em nói dạ thích. Mắt mình cũng hơi ướt ướt. Xúc động mình, chứ mình thấy là mình quá sai đi. Mà đánh giá gì người ta sướng ra. Lúc đó sao? Em thấy cảm động. Bây giờ chị hỏi nè, chị hỏi cái này hơi gọi là hơi riêng tư xíu nè. Cái lần đầu tiên của tụi em á, là đứa nào chủ động? Ảnh chị. Em chủ động. Em mà sao mà mạnh mẽ quá vậy? Mạnh mẽ chứ không phải vậy. Là cái đêm đó luôn không? Dạ. Bây giờ hỏi chị này, về với Vĩnh Long rồi tối thì sao về được? Tối thì sao về Sài Gòn lại? Đó đúng rồi. Đúng không? Mà chân yếu tay mềm nữa. Đó. Đó. Em dài chốt hạ luôn vậy đó. Mà gặp cái sợi dây chuyền là muốn rụng nụ rồi. Em nói rụng nụ liền. Mai mốt phải cẩn thận mấy thằng em nha. Dạ. Đầu óc nó dễ sợ quá. Đúng không, tính toán hết trơn trời rồi. Rồi như là sau đêm đó coi như là đêm định mệnh là định mệnh có con luôn đúng không? Dạ chưa. Chưa anh. Chưa. Tới năm 2021 thì mới bắt đầu sinh con. Có nghĩa là cả hai quyết định có con. Dạ. Không anh, em đã có con rồi cho nên là em rất sợ, tại em từng nuôi con một mình. Ảnh nói là ảnh đi khám bác sĩ, ảnh bị bệnh vô sinh, chỉ có sinh được một đứa thôi. Hồi nào giờ em đẩy đi bác sĩ là em biết. Rồi cái ảnh năn nỉ, anh nói là anh khóc, anh nói là để cho anh đứa con đi,
đây nè, bác sĩ nói anh bị cái bệnh này chỉ đẻ được một đứa thôi, mà anh không biết anh sống ngày nào nữa. Em diễn bi mà, thì mình cũng làm nghề mà. Một cái vai diễn trong nội dung một bộ phim nào đó đó. Nan nỉ mấy năm trời, thì 2016 đến 2021 mới đẻ, thì coi như cả hết 5 năm. Mà thấy cực quá ha. Dạ, trời ơi, thỉnh từ Sài Gòn xuống Vĩnh Long, xong rồi mất sợi dây chuyền, rồi còn bị nghĩ là trùm sò cho cái bánh kem nhỏ, đúng không? Yeah. Rồi xong rồi giải tỏa xong rồi còn phải năn nỉ khóc lóc dụ đem cả một cái căn bệnh ra rồi mới được rớ tới. Cái cảm giác của em lúc mà em cấn thai cái đứa thứ nhì đó, cảm giác em sao? Nói chung là hạnh phúc nè. Hành thì cũng có, nhưng mà ảnh chăm em chứ không phải như bé đầu tiên mà một thân một mình vậy. Cái lúc mà vợ báo có bầu thì sao? Vui lắm chị. Có cánh bay lên luôn chứ. Dễ gì ha. Bây giờ về ở với nhau rồi, thấy Bảo nó hiền quá, chắc đâu có tật xấu gì đúng không? Có anh. Đó, em nói coi. Sao? Rất bê bối. Ví dụ cụ thể. Ví dụ là đồ mình không tự dẹp, vợ dẹp để ngăn nắp rồi, khi đi diễn đi gì tung ra là cũng tùm lum. Nói rất nhiều lần, nói hoài không được, vợ bỏ vô đồ quăng luôn, cho sắm đồ mới. Thêm một cái nữa em rất bực là thương vợ nhiều hơn thương con. Với em á thì em muốn thương con nhiều hơn, là tại vì em sợ, em không biết trước được nếu mà đi đến tới già không có gì lỡ gãy đổ á, anh gặp con khác, anh mê con khác, anh bỏ con em. Tật xấu bên này, nhưng mà loại tật xấu bên này lo xa quá. Cũng quan trọng là ổng bây giờ ổng đang rất là thương vợ. Dạ. Mới chị nói ổng xấu về á, tàng chơi với con tí xíu à, là con vô ngủ là nó chửi vợ nó hoài. Em thương vợ là tại vì thứ nhất là mình đồng cảm nè, tự nhiên vợ mình sinh cho mình đứa con vậy, mình thương, tuy rằng thương con thương để trong lòng, nhưng mà thương vợ thì em phải lo chu toàn hết mọi thứ. Buổi sáng dậy trước khi em đi quay hay là gì đó, dù 3 giờ 5 giờ sáng mình mới nó vô đi xếp đi quay, thì 4 giờ hoặc 3 rưỡi em phải dậy, em lo hết chu toàn chuyện nhà xong hết để cho vợ em sáng dậy không cần làm gì hết, chỉ cần chơi con xong rồi em hãy đi làm sáng. Phải làm đi cà phê cho vợ, phải dọn dẹp chỗ cho con mình chơi. Phải tưới cây, nhưng mà tưới cây hơi bị lố, cái tưới cây cây chết bị chửi tiếp. Anh chỉ không, em ghi là cây này cấm thiên bảo tưới vào thì cây chết, mà ổng vẫn tưới. Dạ anh vẫn tưới. Không phải như vậy đó, như vậy mới là tật xấu đó. Ví dụ đi quay có bữa em về tới nhà khoảng 2 giờ mà 4 giờ em phải đi nữa, thì về thời gian nếu vừa chợp mắt thì xuống cái tranh thủ mình làm tiếp nữa, quờ tưới đại đại đắp là... vô cây nó văng ra tiếp tục bị chửi nữa đó. Bây giờ em mong chồng em thay đổi điều gì? Dạ em chỉ mong chồng em thay đổi là thương con nhiều hơn với kỹ lưỡng tí xíu để em đỡ mệt. Vậy giờ khui giùm tật xấu nè. Vợ em thì tất cả mọi thứ đều chu toàn từ trong ra ngoài trong chuyện nhà. Đôi lúc là em không làm thì vợ em vẫn làm, nhưng mà vợ em chỉ có cái tật xấu thôi là bản tính hơi nóng và la ống lên rồi xong. Nhưng mà sau đó thì dịu lại xuống. Bà la dữ lắm mà. Dạ la nhiều, tại vì cái lúc đồ đạc em nó thôi đứt ra, thôi giờ hai cha con này đi đi, cô ngã đi đi. Đuổi ra mấy cha con, đuổi chồng đuổi mấy cha con đi, đi liền. Vậy em mong mỏi vợ em thay đổi điều gì nè, bớt khẩu nghiệp. Em đừng mới vừa nói luôn á. Giờ chị Bảo nó ca sĩ, em muốn kết thúc cái buổi nói chuyện ngày hôm nay, em muốn Bảo hát mà hôm mà hát mà bà ngồi ở dưới bà chịu không nổi đó. Đó tới đám cưới thì em cũng hát bài Đừng Ghen nữa, bà xã ơi, dành tặng cho vợ chồng người ta đang mới yêu nhau. Đó, bà xã ơi xin đừng ghen, đừng cái móc banh đây làm chi, khi tìm anh luôn yêu em yêu thật là nhiều, đừng nghe thế gian người ta nói rồi em trách anh hay gian dối, đừng giận hờn chi làm mất đi tình nghĩa người ơi. Bà xã ơi anh cần em và mãi mãi anh chỉ cần em, luôn yêu anh luôn bên anh trong cuộc đời này, dù cho thế gian nhiều thay đổi thì anh vẫn yêu mình em thôi, bởi trong lòng anh không ai bằng được bà xã anh đâu, bởi trong lòng anh không ai bằng được bà xã anh đâu. Hay quá, đúng rồi. Bớt nóng tính nó cũng đúng đó. Dạ. Phụ nữ mình phải biết đè nén một chút xíu, sau này cuộc sống nó sẽ hạnh phúc tốt cho cả con cả chồng mình. Dạ. Rồi, Trường xin chúc cho hai bạn về nhà 9 tháng 10 ngày sau có em bé. Cảm ơn chị. Anh này phải khó tính là một chỉnh trẻ nữa. Nói chuyện là dài dòng nghe hồi em mệt lắm. Thương ai cũng vậy, thôi lấy anh đi. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi. Người như vậy mà hay là có vấn đề gì. Và bây giờ xin mời quý vị hãy dành một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng thứ hai. Căng thẳng á,
mà nhìn cô dâu là thấy tươi mát liền. Này, có màu xanh này ngọt quá. Làm như nó có một cuộc hội ngộ gì ở trên sân khấu này. Sao? Nên là tất cả những người phụ nữ ở trên sân khấu này đều đẹp hết. Dạ cảm ơn anh. Cô dâu cũng đẹp, cô dâu này cũng đẹp và cô Hồng Vân cũng đẹp. Ôi cảm ơn em. Đó, tất cả mọi người đó. Đó, bây giờ ưu tiên cho người đẹp giới thiệu về mình. Em là Vương Thị Thủy, em 26 tuổi và em là giáo viên dạy văn. Còn dạ, em tên là Nguyễn Hoàng Tuấn, em năm nay 28 tuổi, em là giảng viên đại học. Để tôi đoán được coi, chắc một người làm ở trường học cấp 2, một người hẹn gặp ở giảng đường. Tôi nghĩ hai người gặp nhau ở một nơi lãng mạn, cái quầy bán pháo lấu. Dạ không, không đúng luôn. Ở chứ ở đâu? Dạ, gặp nhau ở trường học. Đó, người ta phải như vậy mới đúng. Dạ. Tại tụi em là giáo viên mà. Nhưng mà gặp nhau ở trường học là trường nào, là bởi vì em là cấp 2, còn anh này là bên đại học. Dạ, gặp nhau ở trường em. Thì, tại vì trước khi lên làm đại học á, em dạy ở phổ thông. Thì em dạy trước vợ em một năm. Một năm sau, tháng 6 là vợ em vào. Thì vợ em vào chào em đầu tiên thì em chả quan tâm, em không chào gì cả. Sao vậy ta, một bông hồng đẹp như thế này mà lại thở? Tại vì hồi đó là quan niệm ở miền Tây á, không thích là con gái miền Bắc. Tại vì nói chuyện là dài dòng nghe, hồi em mệt lắm. Dạ, cái lúc đấy em bị sốc. Bởi vì là các đồng nghiệp khác á, đon đả lắm, chào hỏi mình rồi nói chuyện thân thiện lắm. Và tất cả các cái đồng nghiệp nam á, có vẻ rất là quý mình. Thế nhưng mà có mình anh này là anh ngước lên cái anh cục xuống và không nói gì hết. Cái lúc đó hơi suy nghĩ. Suy nghĩ? Dạ. Theo hướng tích cực hay tiêu cực? Tiêu cực. Em nghĩ là anh này phải khó tính, là một chỉnh trẻ nữa. Quyết tâm là tìm mọi cách để mà trả thù. À dạ không, em hiền tính lắm chị. Thế em chỉ là chị tìm cách để trả thù đó. Không, em không có. Một cái ngày nào đó mình mặc đẹp thì là đẹp, xong anh này anh chào mình cái. Mình phải lấy cái khác để mình làm cho người ta chú ý đến, chứ không có dùng cái mà chính người ta đã làm cho mình. Cái gì mà của cô này mà khiến em phải chú ý? Tiếp xúc làm việc một thời gian, cũng đi chơi đây đó thì thấy cách nói chuyện cũng dễ thương. Đó, là từ từ rồi thương luôn. Ở đây em phải nói rõ là tại sao em lại yêu cô này. Cái của nào trời trao của đó đó. À, tức là em còn nhớ là cái ngày hôm đó là ăn cơm cùng á, thì mọi người mới trêu, thì anh này anh làm một câu đó là thôi thương ai cũng vậy, thôi lấy anh đi, cứ nghĩ là giỡn thôi, đùa thôi. Thì ai dè cái lấy thiệt. Dạ. Sau câu đó bao lâu thì mới lấy? Tổng thể là 9 tháng. Trong lúc yêu đương nhau chắc có lẽ là chẳng bao giờ chia tay đâu đúng không? Yêu là ít giận, nó chỉ giận có lần thôi. Mà lần xém là bị bỏ rồi. Sao? Em kể, em kể. Đúng rồi, em phải kể, đúng rồi, cái này khi nói là em kể. Tại vì ông kể sẽ là... Đúng rồi, anh sẽ bỏ, đúng rồi, anh sẽ lấp liếm, có xém. Cái này, bình thường lúc chưa yêu á, thì cứ đến giờ trưa hoặc là giờ chiều là anh sẽ về sớm. Thì mọi người mới chơi là đi đón người yêu. Thế thì em cũng nghĩ là có người yêu rồi, em không để ý gì đến đâu. Thế tự nhiên anh nói với em là anh chưa có người yêu. Thì thì đồng ý là chưa có người yêu thì tôi tin. Tin xong cái tự nhiên anh kêu là anh chỉ là đưa đón cái người em họ đi lại đi kia thôi. Thế thì em cũng tin lắm, em còn khuyên răn, em kêu là thôi cố gắng là giống như là đưa đón cho nó đúng giờ đó, cái thứ để ảnh hưởng đến cái người em đó. Và rất là chân tình luôn. Thế mà ai ngờ vào một hôm đang đi dạo, anh ấy bột miệng ra rằng đó không phải là em họ mà là người yêu cũ. Trời ơi, mình cảm thấy mình bị lừa dối. Bởi vì mình đang rất là tốt bụng, việc vun vén cho hai anh em có thêm thời gian để nọ để kia. Thế là em mới nghĩ là một người lừa dối như vậy thì mình sẽ không quen nữa. Lý do gì mà em lại giấu vợ? Dạ. Em không phải giấu vợ mà là như vậy nè. Lý do gì mà em yêu người này rồi mà em lại vẫn nặng tình với cái người kia để mà phải chở đi học thường xuyên? Ở đây là không phải là nặng tình mà giống như em đã có cái lời hứa rồi. Cuối năm thì em sẽ không đưa nữa, tức là chỉ còn vài tháng nữa thôi. Thì mình nghĩ thôi vài tháng nữa thôi, mình cứ không nói thì cho nó qua. Nhưng không biết sao tự nhiên cái tối em nói ra hết. Em nghĩ là khi em đã hứa cái gì thì em phải làm cho nó tròn. Cho dù mình không còn yêu nhưng mà vẫn còn là bạn. Vợ em thì không hiểu như vậy. Mà rồi, cuối cùng làm sao em làm quê được cái gì? Nói chung là ngày em nó ăn cơm nó không có được, nói chung rất là buồn. Không biết nói gàn chi, biết hôm đừng nói được rồi. Không ăn được là giấu luôn á. Tại vì còn có 1-2 tháng nữa nó qua rồi. Cho nên bây giờ thì nhắn tin không trả lời, để nói chung gặp nhau làm ngơ đấy. Anh đi đường anh, tôi đi đường tôi, thì giờ quyết định là chiều cuối cùng là viết lá thư. Nhưng mà thôi viết bằng mực thường thì nó không có ấy, viết bằng mực đỏ. Mực đỏ. Mực đỏ là bằng lấy máu của mình viết. Trời ơi. Sợ vậy đó hả? Em dễ sợ. Trời ơi. Dạ. Em viết đúng 4 tờ A4. Trời ơi. Không chị, 4 tờ A4 nhưng mà nó là chữ to chứ không phải là chữ nhỏ nữa. Nên là máu mình viết bằng tay mà giống như xem phim Hồng Kông đó, viết bằng viết tay á. Em viết cái gì trong đó? Thì em nói chung em viết là mình xin lỗi, thì mình hứa như thế nào đó. Khi em đọc bức thư đó, em có cảm nhận được đây là máu của chồng mình không? Em có tin không? Dạ, lúc mà đọc bức thư á thì em nói thiệt là em ở với một cái bạn là bạn ấy bán thuốc tây, và bạn ấy rất là hiểu về mấy cái vấn đề đó. Thì cuối buổi tối khi mà gặp đưa xong về thì em không có tin đâu, bởi vì em nghĩ là
dễ gì đàn ông bây giờ mà với tư bằng máu cho mình. Làm gì mới gặp có thời gian ngắn mà thương dữ vậy. Em không tin. Thế em về em mới nói với là em đi xem coi có phải cái này là dùng máu gà không. Thế thì bạn em nó cũng thành thật lắm. Nó dở ra rồi sau đó nó cho lên muỗng nó hửi. Xong rồi nó nhìn xong rồi nó kêu không mẹ ơi, cái này máu thiệt, máu người đó, không phải máu gà đâu. Trời ghê vậy hả, viết kinh này lẫn hả. Xong rồi nó kêu trời tao ngưỡng mộ mồ quá, kêu có gì đâu mà ngưỡng mộ, đang bụng muốn chết đây. Không phải vì anh ấy có người yêu trước hay sao, mà bởi vì là không thành thật. Mình cứ nói trước với nhau trước khi yêu thì mình sẽ thông cảm được. Nói thì nói vậy thôi chứ đến tối suy nghĩ bỏ ra đọc lại lần nữa. Rồi nghĩ sao thấy chắc cũng chân tình với mình, chứ nếu mà chị thoáng qua thì sẽ không có làm những cái việc như thế này đâu. Thì thôi cũng tha thứ thì nó cũng không to lắm. Bây giờ chị hỏi này trước nè. Dạ. Đã yêu nhau đúng không, là hai người đều là thầy cô giáo hết á. Dạ. Có cầm đèn chạy trước ô tô con cơm trước kẻng không, hay là để đúng cái kẻng mới được ăn? Ba mẹ hai bên đồng ý thì em mới ăn. Dạ. Vậy là đêm tân hôn rất vui dữ á. Dạ, có nhiều cái nó cũng nếu mà đi tân hôn theo cái nghĩa mà cưới xong á thì không có vui người ngủ gốc, tại có đứa em ngủ chung với anh vợ ngủ chung. Trời ơi, nhỏ em vợ ngủ tự dưng bạn vợ đâu vô giữa vậy. Mà bà em vợ đó nhiêu tuổi? Dạ 20, con trai ngủ chung á. Tối nó ngó xuống tên chị là không gì. Trời ơi, em vợ lịch sự luôn. Tên như bữa đó là bỏ luôn đêm tân hôn đó, chứ dễ gì, đúng không? Dạ, bỏ luôn ạ. Trục trặc lần thứ nhất. Đó, trục trặc rồi, rồi bữa tân hôn thứ nhì. Tại vì tụi em mới cưới cho nên là chưa muốn có con sớm. Mình em sợ là tại vì ở trọ đó thì có con thì nó rất là khổ. Đợi chừng nào nhà cửa xong rồi thì tụi em mới có con. Em không có hiểu cái ý của anh mà em lại cứ nghĩ là chết. Người như vậy mà hay là có vấn đề gì, không biết có chuyện gì không mà em không dám nói. Tại vì lúc đó mới ngại, kéo dài cả tuần, hai bên cứ im ỉm vậy, xong cuối cùng nói nói là bị làm sao, rồi thế nào đó, rồi sau đó giải thích cho nhau nghe thì là à hiểu vấn đề là như vậy. Em nghĩ là chắc là bị vấn đề về tâm sinh lý, và như vậy thì sẽ không có hạnh phúc. Bây giờ thì ổn rồi đúng không? Dạ. Đó, hồi nãy là coi như đó là cái tật xấu mà không chịu mà tâm sự với vợ trước. Thì giờ bây giờ hỏi em là vợ của em á, em có tật xấu gì? Cái thứ nhất là tám điện thoại, không phải là tám giống như người bình thường, mà là tám không biết đường ra. Tức là khi người ta điện thì chỉ có nói chuyện, không biết là phía sau là công việc như thế nào. Có lần hai đứa lúc đang yêu nhau đi cầu bánh sao chơi thì có cái anh bồ cũ anh điện vào, những ngày điện thoại hơn nửa tiếng mà không biết đang đứng kế ai. Thôi con chồng em sao? Nhiều tật xấu lắm ạ. Hồi trước thì thấy thơm tho lắm, nhưng mà sau đó về thì phát hiện ra là tắm thì nhiều lần nhưng tắm không dùng xà bông tắm. Rồi em nói thì kêu là trời ơi như vậy là khô da, rồi anh không thích dùng xà bông, anh không thích mùi. Thế nhưng mà khi đi ra ngoài thì cứ nước hoa với nọ kia thì tại sao anh thích mùi nữa thôi. Đó là em thấy là cái lý do đó là không tốt. Chuyện đó không phải là không thơm tho, một tuần 7 ngày và tắm 4 ngày xà bông vẫn được. Do là em làm biếng tắm xà bông hay là thực sự là em muốn bớt cái lượng? Hai chồng giống nhau quá vậy? Dạ. Cái này là giống dễ sợ luôn. Đâu cười nữa coi. Từ nước con da cho tới khuôn mặt. Con trai cười thử coi, cười thôi. Gì đó vơi chồng con nhé, chứ con giọng bồ mẹ. Tức là bị lây đúng không? Bị lây cái nhan sắc của chồng đúng không con? Con không biết. Rồi bây giờ mời hai con giới thiệu về mình. Dạ, con là Mai Tú. Vợ con là Trương Thị Huyền. Dạ. Chúng con tiến từ Nghệ An á. Dạ. Dạ, công việc hiện tại là đang kinh doanh ở ngoài á. Kinh doanh nhiều thứ ạ. Dạ. Con bao nhiêu tuổi? Dạ, con năm nay là 31 tuổi rồi. Vợ là sinh năm 94. Rồi mời con. Cho vợ tự lực cánh sinh đi con. Vợ tự giới thiệu đi nào bé Huyền. Dạ, con đầu tiên là con xin chào cô Hồng Vân và chú Quốc Thuận. Con tên là Trương Thị Huyền, năm nay con 29 tuổi và con đến từ Nghệ An. Hai vợ chồng con làm kinh doanh ạ. Tụi con là làm kinh doanh là trực tiếp hay là online? Dạ, cả trực tiếp cả online luôn ạ. Đúng rồi, thời buổi giờ làm gì cũng phải có online đúng không con? Vâng. Rồi bây giờ này, cái cơ duyên nào mà khiến cho hai vợ chồng gặp nhau và tìm hiểu nhau rồi yêu nhau rồi cưới nhau? Chồng nói đi. Dạ thì cơ duyên thì cũng không phải cơ duyên đâu ạ. Kiểu là vợ con lúc đấy đang buôn bán quần áo ấy, mà giống như kiểu trong tình trạng phá sản ấy. Là chuyển nhượng cửa hàng thì con lúc đấy là mới tập tuệ ra kinh doanh. Thì cũng có qua bên cửa hàng của vợ con để giống như kiểu là muốn nhượng lại muốn lấy lại cái hộp đấy, chuyển nhượng cửa hàng, chuyển nhượng mão đó, như là mình mua lợi đó. Vâng, vâng. Lúc người ta coi như là sạc nghiệp rồi, xa cơ thất thế rồi. Vâng. Cái mình tới mình coi đừng mình bung cái giá rẻ đó, có em con có bị ép giá? Dạ không? Dạ có, bị ép giá, con ép giá có mười mấy triệu thôi. Vì ở quê con á, nhưng mà xong con không bán. Thế và khi con bị ép, cho nên hỏi con kêu bao nhiêu? Con kêu 25 triệu. 25 mà con bị trả bao nhiêu? Trả có 17 triệu. Sợ chưa? Bớt cái 7 triệu. Ủa mà 8 triệu. Ủa mà con trực tiếp trả giá hay là con nhờ người khác? Vâng, con trực tiếp trả giá. Trực tiếp luôn. Có nghĩa là gặp mặt người đẹp là coi như là từ 25 mình trả xuống 17 triệu luôn. Như thế này ạ, không những là trực tiếp mà còn gọi cả bạn bè vào để gọi là chuyển nhượng cùng rồi để con hạ giá xuống, để đấu giá đó. Hạ thấp cái cửa hàng của con xuống ấy. Đấy, rất là mưu mẹo luôn. Trời, sao con mưu mẹo và thủ đoạn quá vậy. Nhưng mà lúc nói nghe nè con á, lúc mà chồng con tới trả giá
một anh con trai á, rất là đẹp trai nè, cao lớn vạm vỡ như vậy mà ép giá con tới 8 triệu bạc như vậy á, lúc cái cảm giác con làm sao, con tức không? À, mới đầu thì con không, mới đầu nhìn chồng con á là con thấy ủi sao đẹp trai thế. Mà không những một mình con mà xung quanh con rất là nhiều cửa hàng khác, các bạn ấy chạy sang, ôi chị ơi ai đấy đẹp trai thế. Đấy hỏi thế nha. Chị bảo con chị không biết đâu. Nhưng mà xong đấy là con vẫn lấy lại tinh thần, mình phải ở cửa trên, mình không thể chuyển nhượng như thế được. Thế xong con nhất quyết không chuyển nhượng, thế là đi theo cái bài là mua, xin hỏi mua một cái giá. Đấy, mua cái giá với giá 500.000. Thế là con kỳ kèo bảo không được. Thế á, xong rồi sau con lại chuyển nhượng cho người khác. Ủa mua giá, cái giá 500.000 là sao con? Cái giá treo đồ ấy chú. Cái cửa hàng quần áo nó sẽ có cái giá treo đồ ấy. Không được, mới mua cái giá. Ừ, nó xin mua một cái giá treo đồ là 500.000 thôi. Nhỏ tức nó không bán luôn. Có nghĩa là trả giá 17 triệu không bán. Nhỏ kêu 25 mà trả có 17 triệu. Mà không lẽ bây giờ đi về tay không? Đúng rồi. Cho nên phải mua một cái gì đó để cho đỡ quê. Mà giờ nó không bán luôn. Mà về cứ nhắn tin liên tục chú ạ, nhắn tin nhiều lắm, kèo nhiều lắm. Cái lúc mà con vô con gặp cái cô chủ này á, chắc có lẽ là con nhìn cổ cũng xinh xinh và con có ấn tượng về cổ đúng không? Không, thực tế là ấn tượng thì không, mà con ghét quá, con phá mà. Con kiểu mà mắc mới vô con phá người ta. Con tới con trả giá kiểu đó mà đúng con rồi. Còn ghét người ta. Không, nhưng mà cái giá đấy là con không phải trả thấp, mà sau em mặc bằng chung ấy thì nó vẫn cứ cao, chẳng qua cái bà này bà hô giá cao thôi. Đấy, chứ không phải là giá con trả là thấp đâu. Nhưng mà con đã không thích rồi thì sao về lại nhắn tin? Không. Đâu có không, chưa, đã là ghét người ta không ấy là còn mua cái giá treo đồ làm gì vậy? Là lúc đó là con lầy, con chọc hay là con thực sự con cần cái giá treo đồ? Có nghĩa là con cũng có cần thật, nhưng mà cũng mục đích là để kiếm cớ để nói chuyện đấy. Tại vì lúc đấy nói không ấn tượng thì cũng không phải không ấn tượng, nhưng mà kiểu là mình tức cái vụ mà mình không được chuyển nhượng ấy. Sau là hai bên có nhắn tin qua lại với nhau một thời gian thì con biết là bạn này chuẩn bị kiểu đóng cửa hàng đi ra Hà Nội ấy. Đi ra Hà Nội làm việc thì con này mời bạn này về làm nhân viên của con. Con kể con nghe coi, cửa hàng nhà bạn này lớn không? À không, cái lúc đấy là lúc đầu là anh làm nhà nước thì bắt đầu là thấy kinh doanh cũng ổn và làm nhà nước nó không ổn, lương nó không được cao ấy cô, nên là bắt đầu xin ra ngoài, nghỉ ra ngoài kinh doanh online ở nhà. Đấy thì là mở bán tại nhà, bán online tại nhà và đang muốn là mở một cửa hàng nhỏ ấy, thì lúc đấy á cũng chưa có vốn nhiều ấy. Đấy là nhưng mà không biết, con không biết là tại sao mà cái mức lương cơ bản ở quê con tầm 4-5 năm trước á là chỉ tầm 3-4 triệu thôi. Đấy mà ông lại trả con 7 triệu luôn. À lúc đó là đã có cảm tình rồi đúng không? Con nghĩ là thế. Tức là đưa con về làm nhân viên. Dạ, vâng. Là nhân viên bán hàng đó. Đúng là vâng. Là có cái lúc đó là con đã có cái cửa tiệm nhỏ rồi. Chưa có cái gì cả luôn. Là nhân viên bán hàng online thôi. Dạ. Con chỉ ngồi đấy thôi. Mà có trả 7 triệu. Vâng. Trả 7 triệu. Anh hiểu không? Hiểu, nhưng mà sao? Cái sự mà nó gọi là mê gái mà. Thì bởi vì em đang thắc mắc, em mới hỏi nè. Tức là sau khi cái vụ mà trả giá mà không được rồi, đã không có cảm tình rồi. Dạ. Mà tại sao lại nhắn tin rồi sao đó là tạo điều kiện cho cô này, cổ đi về, cổ làm việc với mình mà trả một cái giá như vậy. Có nghĩa là có một câu chuyện như thế này. Có nghĩa là con với vợ con lúc đấy giờ bạn bè nhắn tin qua lại với nhau công việc thôi. Nhưng mà có một hôm ấy, con rủ bạn này uống nước chè. Thì không biết bạn này cố tình hay cố ý, có một bạn khác nữa cũng tới, kiểu giống như kiểu là giảm mặt con, giống như kiểu là anh mà không yêu em đi thì người này sẽ yêu em. Đấy, kiểu như vậy. Thành ra con tức quá, con nghĩ phải tán đổ bằng được vợ con. Và không, lúc đầu nghĩ là đùa vui thôi, không nghĩ yêu đến bây giờ luôn. Vâng. Là lúc đó là con đưa vợ con về làm cho con trả 7 triệu. Vâng. Rồi có tăng lương không? Làm bao lâu thì tăng lương? Lúc con nghĩ là tầm khoảng là 3 tháng con thấy trả lương này cao quá. Ôi, 7 triệu mà cao hả? Dạ, ở Vinh con như thế là cao lắm ở chỗ là... con nó là cao gần gấp đôi. Có 3-4 triệu rồi em. Không, cách khoảng 7-8 năm, 4-5 năm trước nữa thì mức ấy là nó cao. Thì nghĩ là thôi hay thì cưới đi, đỡ phải trả lương. Con tính dễ sợ luôn ha. Cái này là mẹ con tính. Mẹ con tính giùm con hả? Mẹ con tính để bắt hai đứa cưới. Đấy. Không, bây giờ chú hỏi này, trong cái thời gian làm việc á. Dạ. Thì là con có cảm nhận được là ông này là ông thích mình không? Và có bao giờ ông tỏ tình với nhân viên trong lúc làm việc không? Nếu mà để mà cảm nhận được thích hay không thì là từ cái lúc mà anh em đang nói chuyện với nhau nhá, là đã cảm nhận được là có tình cảm rồi thì cả hai mới xác định là ở lại làm và nói chuyện với nhau. Còn nếu mà không có cảm tình thì chắc là không nói chuyện với đâu với chú ạ. Nhưng mà sau khi về làm chung nhở, sau về làm chung thì cũng không gọi là tán hay là gì trong lúc làm việc đâu, rất là bình thường, công việc ra công việc đấy. Nhưng mà lúc đến làm và lúc đi về thì cũng rất là ga lăng. Mặc dù con ở xa tận
7-8 cây số á, nhưng mà vẫn không đèo đâu, nhưng mà đi một xe máy bên cạnh xe của con thế này này. Đấy, kiểu đưa đi đón về như thế cũng rất là tâm lý luôn. Nhưng mà lúc nào thì làm được bao lâu thì con cảm thấy con yêu anh này? Lúc mà anh mướn con về là con thích anh chưa? Chắc là lần đầu nhìn con đã yêu rồi. Không. Chắc không. Lần đầu nhìn thì ai thấy trai đẹp thì nó cũng phải có mất 3 giây để đứng hình thôi. Nhưng mà xong tầm khoảng hơn 2 tháng ấy. Lúc anh mướn con tại sao con giữ sĩ diện? Mình đường đường là một bà chủ đi sang nhượng không. Và bây giờ tự nhiên về làm nhân viên cho ổng. Tại vì như thế này, cô này, vì lúc đấy là kinh doanh online nó mới phát triển. Mà con thì con bỏ cái nghề thẩm mỹ lâu rồi. Mà con bây giờ con đi ra ngoài kia thì con cũng phải đi làm cho người ta chứ không phải là từ mở cửa hàng được. Nhưng mà ở Nghệ An thì con thấy là ôi tự nhiên lại nhận được mức lương cao như thế, mà lại cũng gần nhà mình tự phát triển cái online của mình luôn, vừa bán hàng cho anh ấy vừa làm cộng tác viên tự bán hàng ấy cô. Thì nó ổn định hơn, con thấy ok hơn. Là chỉ có suy nghĩ đó thôi đúng không? Vâng. Chứ chưa hề là trời ơi đã vậy lương cao mà lại bán cho một cái anh chủ đẹp trai như vậy. Có bao giờ lúc đó là con suy nghĩ là hay là mình nhận lời đi, xong có gì mình bắt sát ảnh luôn? Có giờ có cái suy nghĩ đó không? Không. Ờ, như vậy dở chứ gặp chị nghĩ vậy luôn. Hút luôn. Ồ thiệt luôn. Ủa nhưng mà là nãy con có nói là mẹ con là cái người mà coi như là xúi con là lấy cô này. Vâng. Đúng không? Vâng. Như vậy là từ lúc vô làm việc là con đã tiếp xúc với mẹ của cô ảnh không? Nhưng mà nó lại như thế này. Sao? Có nghĩa là lúc vừa con mới vào làm việc, mẹ con là người cấm đoán, ngăn cản, không cho hai đứa làm việc với nhau. Và ủa nhưng mà công ty con là chỉ có con với cô này thôi à? Vâng. Dạ, nhưng mà làm ở trong nhà ấy, tại vì lúc đấy con mới kinh doanh, con chưa có tiền, chưa có gì cả. Không hề có một cái gì hết, bắt đầu giống kiểu bàn tay trắng ấy. Làm trong cái nhà mà nhà con ở quê thì nó cũng nhỏ, có 40-50 mét vuông thôi. Làm trong cái nhà thì sẽ có bố mẹ đi ra hàng ngày nữa. Chỉ sẽ tiếp xúc. Nhưng mà lúc đầu mẹ con thì không thích vợ con. Bởi vì xăm nhiều. Xăm những cái nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà kiểu không thích. Tại vì mẹ chồng con là làm giáo viên ấy, nên là lúc đầu thì cũng hơi khó một chút. Hơi khó với những cái sản phẩm đó. Có nghĩa là mẹ chồng, mẹ con thì cấm đoán, thì cấm nói thẳng luôn ấy. Khiến cho bạn này cũng khóc vài lần. Dạ có, mẹ cứ gọi điện cháu làm nhân viên thì được, nhưng mà cháu mà có ý định gì là không có được đâu nhá. Với cả là gọi điện mà là cháu mà đi chơi với anh Tú, bảo anh Tú đi về đi. Đấy, bác đang đợi ở nhà. Và lúc đó cái cảm nhận còn sao? Dạ, tất nhiên là buồn. Mới đầu thì chưa gì cả, cũng chưa phải mới đang thích nhau chứ chưa phải là yêu. Đấy, nhưng mà sau con thấy anh cũng cương quyết, nói chung là anh cũng có cái ý kiến riêng của bản thân mình. Và con thấy cảm thấy ok, con thấy được, thế là con nhận lời yêu. Thì xong hai về làm thì một thời gian mẹ thấy cũng hai vợ chồng chịu khó, và lúc đấy mẹ con về hưu rồi, mẹ con cứ cơm nước đưa ra ngoài ấy, thì mẹ thấy hai vợ chồng chịu khó làm tận 1-2 giờ sáng cô ạ. Đấy, chở từng bì hàng đi ra ngoài cầu ấy, xong rồi gửi giao xe cho người ta tận 2-3 giờ sáng. Thế là mẹ thấy ôi hai vợ chồng hai đứa này nó chịu khó, thế là từ đấy mẹ lại thay đổi suy nghĩ và mẹ giúp. Dạ. Như vậy là cái thời gian họ gần nhau đó, buổi sáng buổi chiều tới buổi tối luôn đó chị. Như vậy chắc có lẽ là cái nụ hôn đầu tiên nó xuất hiện nhanh lắm đúng không? Vợ chồng con thực tế 4 năm cưới nhau thì thực tế dính nhau 24/24 cả 4 năm luôn. Không hề có nghĩa vợ chồng con hầu như ở với nhau cả ngày. Làm chung rồi đi đâu cũng phải có nhau mới đi. Còn ví dụ mà vợ mà không đi là mình cũng không đi, kiểu như vậy. Như vậy là con làm tới 1-2 giờ khuya là tối là con ngủ lại luôn công ty không, chứ? Không, về ạ. Về là bạn này 1-2 giờ khuya đó. Vâng. Dạ. Bạn vẫn về. Thì cho nên bạn con về tới nhà là mấy giờ? Bạn này đi xe máy kè theo để đưa về. Vâng, đúng rồi. Cũng phải mất 2-3 tiếng đồng hồ đó. Dạ không, đi tầm ở Vinh thì nó không tắt đường như thế này. Nhưng mà đi tầm khoảng 30 phút, 15 phút thì đấy thôi. Nhưng mà bạn này làm cho con bao lâu thì con thấy là yêu bạn? Thực tế là làm chắc khoảng 2-3 tuần gì đấy. Là con thích. Yêu rồi đúng không? Là con thích rồi. Thời gian lâu quá. Nhưng mà con này không bao giờ kiểu nói những câu tán tỉnh gì cả. Con này không kiểu chỉ làm việc với nhau và có nhạc sinh tình cảm, hai đứa từ thích nhau và yêu nhau thôi chứ không hề nói. Nhưng mà nó phải có một cái động thái là tỏ tình với cô ấy chứ. Đúng không? Nắm tay nè, lén hôn má nè, rồi từ từ hôn môi nè. Cái đấy là con xin. Xin. Con xin tử tế, giống như kiểu đang đi ngoài đường, em ơi cho anh nắm tay nhé. Là sao 3 tuần? Không, thì cũng phải 1 tháng ấy. Con mới xin. Dạ, chị nó cách nhau có 1 tuần nữa thôi. Con nghĩ phải xin tử tế, nếu như mà con cho thì con mới nắm tay. Rồi hôn thì sao? Con cũng cứ xin. Với em ơi cho anh hôn em nhé. Rồi vấn đề trả lời sao? Thì mấy lần đầu thì cũng không cho, làm giá mà chú. Sau dần thì cảm thấy thích thôi thì vẫn ok. Ok. Nhưng mà cái chuyện tình yêu của bọn con cảm giác nó nghèo lắm chú ạ.
là trong quá trình hẹn hò thì người ta phải đi xem phim, đi ăn thế nọ thế kia, nhưng vợ chồng con không ăn được, chỉ đi ra ngoài đê ấy, ngoài chỗ con có cái đê ấy hay là ra uống nước chè, uống đúng 3.000 nước chè xong rồi gọi thêm một đĩa dương là đi về, cứ thế thôi. Mà con thấy cảm thấy là anh ấy rất là lịch sự và nói chung là nó không không kiểu là vồ vập như những người con trai khác, con thấy nó rất là nhẹ nhàng. Em ơi, hôm nay hôm nay em có thích anh hơn một tí nào chưa? Rồi hôm nay anh nắm tay em được không? Cho anh hôn em một cái nhé. Kiểu kiểu thế. Dễ thương quá. Vâng, rất là hay chưa? Con nói đây là một cái em chuyện. Em có cảm giác em ngồi bờ đê ngoài Bắc chưa? Chưa bao giờ. Trời ơi. Cái đó nó còn lãng mạn hơn bất kỳ một cái cầu ánh sao nào. Gió rất mát luôn. Tại vì là nhưng mà ngồi buổi gì chị? Buổi chiều á. Chiều tối. Vâng. Tại vì là cái bờ đê vậy nè, xong bắt đầu là ngồi uống nước chè đó, uống nước chè xong rồi là cắn hương dương đúng. Đáng yêu vô cùng. Nói chung một buổi hẹn hò không bao giờ quá 30.000. Tại vì... Nhưng mà bây giờ tụi con nghĩ lại nó là một cái kỷ niệm rất đẹp đúng không? Vâng. Không phải là cái chuyện là tình yêu mà đi những nơi sang trọng, đi những nơi nó luxury thì mới gọi là tình yêu đẹp. Chính những cái tình yêu nó giản dị, nó chân phương, nó mộc mạc. Thực tế cũng muốn đi nhưng mà lúc đấy không hề có tiền. Tại vì nhà con ăn sáng ấy, khi nào cũng mỗi người 10.000 thôi, không hề có tiền luôn. Tại vì lúc đấy bố mẹ đã phản đối ấy. Mà con thì giống như kiểu bỏ công việc nhà nước, ra ngoài làm không có ai giúp đỡ, không ai cho vay mình gì cả, tự mình bon chen thế thôi. Năm 10.000 có bao nhiêu thì ăn bấy nhiêu. Cứ kiểu như thế, vừa con làm nhân viên cùng hiểu con nhất, bảo hôm nay không bán được hàng là không có tiền rồi. Thì hẹn hò cũng chỉ ngồi nước chè thôi. Cũng chưa ăn đồ nước hay đi đâu xa xỉ cả, và mấy tháng sau cưới nhau. Đấy, chấp nhận cưới nhau. Mấy tháng sau là cưới nhau đó. Dạ, từ lúc làm, nói chung là từ lúc quen đến tầm khoảng 3-4 tháng á là mẹ hỏi cưới. Xong rồi từ lúc đấy cho đến lúc cưới nhau là tầm 6 tháng á. 6 tháng. Tổng là 6 tháng. Dạ. Tổng là 6 tháng cả. Là tụi con cả quen nhau. Dạ. Tổng là từ quen nhau cho tới cưới là 6 tháng. À, tụi con cưới là bao lâu rồi? Bây giờ 4 năm tròn. 4 năm rồi. Dạ. Có mấy bé? Dạ, hiện tại thì con có một bé 18 tháng á. Vậy là cưới xong là có em bé liền? Dạ không. Nhà con gần 2 năm sau. 2 năm sau mới có. Mới có. Có nghĩa là cũng được mà, tại vì biết sao còn trẻ quá đúng không? Thứ nhất là còn trẻ, thứ hai là sự nghiệp chưa đâu chưa ổn định đâu. Dạ, cho nên là có em bé sớm một chí. Nhưng mà gia đình của bên này là mẹ đó là coi như là tác hợp cho hai đứa và hối cưới. Mà mình gia đình con thì sao? Gia đình con thì ôi may quá, có người rước rồi. Kiểu con anh Tú là ở thành phố nhưng con là ở quê. Con làm em con làm việc ở thành phố thì tâm lý ở quê thì thường là sẽ là các bố mẹ là tầm 25-26 tuổi là con gái là như một quả bom ở trong nhà, ai rước là mừng lắm rồi. Kiểu kiểu cảm giác như thế cô chú ạ. Nên là thấy hỏi cưới là ok luôn. Vì chắc bà nội là nôn nao cháu nội dữ lắm đúng không? Vâng. Nhưng mà cái lúc mà cưới nhau mà tới 1.5 năm mới có em bé à? Dạ, thực ra là vợ chồng con là bị hiếm muộn. Dạ. Thì cũng đi chạy chữa khắp nơi rồi nhưng mà không được, thì dính vào cái lúc bị dịch Covid là hai vợ chồng con tính là sẽ đi cấy. Đấy, nhưng mà bị dịch Covid thế là không đi được. Thì không nghĩ là mình có, nhưng tự nhiên lại thả tự nhiên. Thế là để lại có, nhưng mà rất tiếc là cái bé đầu là nhà con bị sẩy. Đấy, dạ. Thì sau 6 tháng sau là để tự nhiên lại có lại bé này. Đấy, vâng. Chúc mừng con. Dạ. Rồi, bây giờ là cưới nhau được 4 năm, em bé thì được 18 tháng. Dạ, vâng. Còn bây giờ tới cái phần này nó hấp dẫn lắm nè. Tức là cái phần kể về những cái tật xấu của nhau, đúng không? Con xem chương trình này rồi cũng biết mà đúng không? Vâng. Và con thích cái phần này không? Có, thích nhất. Ở nhà thì thích nhưng ngồi đây thì không thích nữa. Nó tiếng gì con không thích thôi, bây giờ mời con nói trước. Thôi vừa nói trước đi. Nói tật xấu cũng chẳng phải là tật xấu mà là có những cái điều mà đối phương mong mỏi mình sẽ hoàn thiện hơn để gọi là giống như là mình thoải mái, hoặc là trong cái gia đình mình nó sẽ hoàn thiện để mình có thể ở bên nhau lâu dài. Dạ. Tại vì tụi con đã chọn lựa nhau rồi đúng không? Dạ. Chọn lựa. Đúng rồi. Chọn. Hạnh phúc là chọn lựa. Đúng rồi. Đã chọn lựa rồi là phải hạnh phúc. Chọn đúng người. Chọn lựa đúng không? Vâng. Chọn đúng người, đúng thời điểm, chọn yêu thương, chọn hạnh phúc. Dạ. Nha. Hay không chị? Hay quá. Hay quá. Rồi, bây giờ mời các con. Ai là người nói trước đi? Anh nói trước đi. Cho anh nói trước. Vâng, vợ con thì thực tế tính xấu thì cũng không có nhiều. Nhưng có một cái tính con cực kỳ ghét, đó là xấu giống như tự kỷ ấy. Sao cầm điện thoại không nói chuyện với chồng? Là không phải tự kỷ, ở đây giống kiểu người hướng nội ấy, không hề giao tiếp bất kỳ người ngoài nào trừ công việc ra, là không hề có bạn bè. Bốn năm cưới nhau ấy, vợ con không hề có thêm một người bạn bè nào mới cả. Chỉ có mất đi chứ không có bạn bè. Giống kiểu cuộc sống của vợ con chỉ lủi thủi là bố mẹ, anh chị và chồng với con thôi, không hề có giao tiếp ngoài, công việc là không nói nhá. Còn bạn bè mới là không có, cứ thế ở trong nhà thôi. Không đi chơi. Vợ con cực kỳ ghét đi chơi,
không thích mua đồ, không thích đi chơi, không thích du lịch, không thích coi phim, không thích làm gì cả, chỉ thích ở nhà thôi. Và nhiều khi như thế vợ chồng con hay cãi nhau, cái chuyện đấy là cãi nhiều. Có nghĩa là cãi nhau ở đây có nghĩa là con bắt vợ con phải đi chơi, kiểu đi chơi cùng ấy, tại vì thực tế vợ ở nhà thì mình cũng phải ở nhà. Mà nhiều khi vợ chồng còn trẻ nữa, làm cả ngày mệt mỏi rồi, có những ngày nghỉ thì cũng phải đi chơi này đó, đi du lịch một năm cũng phải ít một hai lần. Đây không, khi nào cũng ở nhà, cứ đi chơi, nói đi chơi là hai vợ chồng phải cãi nhau. Đấy là con muốn vừa thay đổi là phải hướng ngoài ra, rồi tiếp xúc nhiều người hơn, vâng, có bạn bè mới rồi các thứ. Nhưng mà ở nhà như vậy á, tiếp xúc nhiều á, thì nó sẽ phát sinh rất là nhiều chuyện. Vâng. Đó, anh hiểu mà. Hà là không gặp nhau, chứ gặp nhau là phát sinh nhiều thứ đó. Hay đưa ra những cái vấn đề mà hai đứa sẽ không đồng quan điểm với nhau, là hay cãi vã, hay tranh luận với nhau. Thì có cái chuyện đó không? Thực tế là vợ chồng thì không thể tránh được những cái quan điểm riêng, rồi cãi vã nhau là có. Nhưng vợ chồng con... Nhiều không á? Nhiều thì không phải nhiều. Nhưng vợ chồng con có một cái hay như thế này. 4 năm cưới nhau, vợ chồng con có giận nhau nhưng không bao giờ giận nhau quá 24 tiếng. Giận nhau có thể người này đi đây đi đó cũng được, nhưng mà trong vòng buổi tối cũng phải về ngủ, các thứ giống như sinh hoạt bình thường với nhau. Đấy là trong vòng 24 tiếng sẽ làm lành với nhau. Đấy. Có nghĩa là giờ tật xấu đầu tiên là sống khép kín quá, không chịu mở lòng ra với mọi người xung quanh. Vâng. Ít bạn bè, làm biến đủ thứ, làm biến đi chơi, làm biến tiếp xúc, không thích đi du lịch. Nói chung là không thích gì hết trơn trời. Vâng, đúng rồi. Ở nhà. Vâng. Rồi. Còn tiếp theo còn cái gì nữa? Cái thứ hai thì chắc là ai cũng thế, hay nói nhiều. Nói nhiều rồi cứ đổ lại nhà chuyện cũ ấy cô. Rồi một cái chuyện hồi xưa mà cứ nhắc đi nhắc lại ấy. Là kiểu chuyện gì? Giống kiểu chuyện xấu của mình, giống như kiểu anh bảo béo giảm cân các thứ, cứ nhắc ngày này qua ngày khác thì nhiều kiểu nữa. Nhiều chuyện lắm. Nó dài. Đúng đấy. Vâng. Có nói dài bao giờ chưa? Cũng nói dài nói dai nhiều thì chắc chắn là sẽ nói dài nhiều. Nói dài ví dụ đi, con thử có cái nào mà nói dài mà để cho nói dài nói dai xong thành nói dài rồi vợ rồi chồng giận không? Chồng nổi điên lên là hai đứa lại cãi nhau. Có chứ nhỉ? Có rồi nhưng mà bây giờ thì không nhớ. Không nhớ. Không nhớ luôn, tại nhiều quá hay sao? Hay là ít quá? Cái tính con là con rất hay nói kiểu hay nhằn chồng á, nhưng kiểu như là khi mà hai vợ chồng làm cùng một công việc nhưng mà đưa ra ý kiến là chồng con cảm thấy không ok là chồng con bảo không được. Thế là con là đấy anh lại như thế, cái lúc anh bảo không góp ý, em góp ý thì anh lại không nhận. Đấy kiểu như thế, xong rồi con có một cái hay đó là không biết chắc là chồng con rất ghét, đó là khi mà cãi nhau với chồng là con cứ mách ba mẹ chồng con, xong rồi ba mẹ con lại gọi lại nói chồng con tiếp, đấy là chồng con lại bực mình hơn. Đấy. Lại nghe lại công chuyện. Vâng. Thèo lẻo. Có nghĩa là con tầm thế thôi. Có nghĩa là ba mẹ chồng con này quý con dâu hơn cả con. Khi nào cũng cứ bênh thôi. Có pha nước cam thì cũng chỉ pha một cốc cho vợ uống. Mình là ngồi nhìn, cái gì cũng cứ đổ gọi điện cả ngày, mỗi ngày ngày nào cũng phải gọi những người yêu ấy. Hay quá ha. Từ lúc không đồng ý, từ lúc mẹ chồng không đồng ý, ghét mà bây giờ thành ra tôi không. Giống như là con ruột rồi. Ghê thiệt chứ. Rồi còn tật gì nữa không? Có lượng thượng bề bộn không? Rùm phùm bề bộn thì cũng có, nhưng mà trong cái phạm vi kiểu chấp nhận được, kiểu hai vợ chồng con kiểu sống riêng ấy. Thì tất nhiên cũng kiểu vợ chồng trẻ thì kiểu sáng thì đi làm sớm, về tối thì muộn mới về, công việc của vợ chồng con ấy nhiều khi 11, 12 giờ đêm mới về nhà. Thì lúc đấy chỉ có muốn nằm nghỉ để các thứ thôi, chứ bây giờ nhà có bẩn thì cũng phải để ngày mai. Ngày mai tính vâng. Giờ mệt quá rồi đúng không? Thành ra thói quen rồi. Thì mình chấp nhận được. Thôi cũng nhiều tật lắm rồi em. Thôi nói chung là cũng chỉ có vỏn vẹn có vài ba tật thôi. Bây giờ nhân thì con cái cũng... tật nó cũng nhiều rồi chứ không hết đâu em. Cái nào? Cái thèo lẻo không chị thấy là ấy là đó. Thôi bây giờ con mong muốn vợ thay đổi điều gì? Vâng, con mong muốn vợ ở đây mở lòng ra nè. Đúng rồi, nãy có nói thực rồi. Tế chỉ muốn vợ giao tiếp với nhiều người hơn. Mở lòng mình ra và cố gắng giống kiểu mình vất vả nhiều rồi. Thì bây giờ mình có một tí thì mình nên hưởng thụ một tí kiểu cuộc sống nó vui vẻ hơn thôi. Còn về nói thay đổi thì cứ như thế này là được. Rồi. Tại vì mình chọn đúng người rồi thì mình yêu họ như thế nào lúc đầu thì bây giờ mình cũng yêu như thế thôi. Hay quá. Vâng. Chấp nhận là nó dài đúng không? Chấp vâng. Nhận luôn. Rồi, cái đấy thì... Con thì con thấy chồng con có một cái điểm con chưa ưng, đó là chồng con hay khùng quá, hay nóng tính ạ. Tính hay cộc. Mà cộc không kể biết lý do luôn, khi một khi đã cộc lên là tất cả mọi người xung quanh đều phải hứng chọn cái cơn giận đấy. Mặc và dù... chú muốn biết là cái phản ứng của chồng con cái lúc đó như thế nào? Dữ tợn không? Dạ, mà rất có nói rất những là... cái câu khó nghe không? Không, nếu mà nói khó nghe thì cũng có, nhưng mà nói chung là nó trong cái phạm vi là kiểm soát được chứ không phải là bung bét ra. Đấy, nhưng mà chồng con
dở một cái là cứ mỗi lúc mà bực lên á, không phải lỗi của vợ nhưng mà vẫn nói vợ, nói nhân viên rồi nói mẹ, cứ nói tùm lum tà la, xong đấy rồi lại xong đến khi hạ giận xuống là biết mình sai thì lại đi xin lỗi. Đi xin lỗi từng người á? Vâng. Có thể là không nói ra lời xin lỗi nhưng lại làm những cái việc như là mua quà rồi lại là cứ đến thúc thì thôi đừng giận nữa, kiểu như vậy. Cuối cùng hóa ra ổng là người lỗ. Dạ. Không? Giận lên xong rồi phải đi mua quà. Tính đó mà lỗ. Đó. Với rồi, cả với cả một điểm đó là chồng con rất lười dọn. Con đã lười rồi nhưng mà nhiều khi là con lười là do chồng con không chịu giúp con, thành ra con để đấy để xem chồng con thái độ như thế nào, nhưng mà con mà đã không làm là thôi chồng con cũng để im luôn. Và cuối cùng ai làm thì cuối cùng là con làm. Đấy nên là con rất ghét cái đấy và con muốn là chồng lười không chịu chia sẻ công việc. Đúng rồi, đúng không? Tất nhiên là con biết là chồng con bận rộn rồi nhưng mà những cái nhỏ nhỏ như là ví dụ như uống sữa xong hay là ăn hoa quả xong thì phải biết đưa vào cất đi. Không có để tùm lum tà la đấy, con mà không dọn là cứ để thế luôn từ rồi, ngày em này bé qua thì ngày sao khác. Cái lúc em bé coi như còn cũng như là sơ sinh đó, rồi có tắm cho em bé không, mà có không tả cho em cái mà chăm con thì nói chung là cái việc chơi với con thì ít tại vì bận rộn công việc, nhưng mà chăm con lúc nào mà rảnh rỗi là vẫn chăm con, cứ lo cho con từng cái một, như là mua cái này cái gì cũng phải tốt nhất cho con. Nhưng mà có một cái đó là nó nói luôn đi, đừng rất nhìn. Ghét thay bỉm, hoặc là cứ thấy bỉm, hoặc là con gái con mà đi vệ sinh xong mà, hoặc là anh đi vệ sinh xong mà thấy bỉm ở trong nhà là anh chạy luôn. Anh sợ phân em bé. Vâng, đúng rồi, rất sợ và rất ghét cái đấy. Xong bắt đầu là hét toáng hết ầm ĩ lên và bắt mọi người phải nhanh, trong vòng một giây phải đưa cái đấy đi chỗ khác. Bây giờ thì đấy. Sao mỗi lần em bé mà đi bu thì ổng có vào ổng rửa cho em bé không? Không chú ạ, tắm thì được nhưng mà lỡ như thế tới bây giờ kìa mà vẫn thì sợ luôn. Vâng, đến giờ vẫn thế. Mới có 18 tháng mà chưa quen. Rồi có gia trưởng không? Đó. Gia trưởng thì cũng không phải là gia trưởng mà là đàn ông thì con nhiều khi cũng phải có một cái chứng kiến riêng của mình ấy chú. Nhưng mà con thấy nhiều khi sai á, không chịu nhận cái lời góp ý của mẹ và vợ, cứ khăng khăng là mình đúng. Đấy, đó là một cái điểm sai. Rồi. Đấy, con chỉ mong là chồng con là mong muốn chồng con thay đổi những cái gì trong mấy cái con vừa kể. Đấy, thì là bây giờ con mong muốn chồng con là thứ nhất là lắng nghe và hạ cái tôi xuống một tí. Đấy, bớt khùng, bớt nóng tính lại một tí, lắng nghe vợ và mẹ hơn. Đấy, để đỡ mất công và đi xin lỗi. Thứ hai đó là tập quen với cái việc thay bỉm cho con đi. Thế thôi. Cái này ví dụ mà sờ phân rồi là cái bộ khó và ngày này giảm ảnh. Đúng rồi, tại vì em biết có những người mà họ bị lại giống như nó bị chồng con nói đúng, nó bị ám ảnh á. Yeah. Nó khó thay đổi lắm. Có ngày làm gì cũng được trừ cái việc đấy ra thôi. Không, chú là cái người cực kỳ sợ luôn. Tại vì trước khi có con, có những đứa cháu hoặc có những đứa con nít, tại chú làm phim mà chú thường xuyên gặp những cái đặc biệt đó của trẻ con. Yeah. Nhưng mà từ khi có con rồi mà chú lại không sợ. Cái đó nó khác, của em là khác. Cũng tới luôn á. Của cái bạn này là khác, tại vì biết sao cô biết không? Tại vì cái người em ruột của cô á, Vũ á, nó cũng như vậy đó, sợ lắm. Trời ơi, của con nó đó mà nó thấy là nó chạy, nó chạy bắn súng bắn chết luôn, mà không biết tại sao luôn. Dạ. Rồi có định là có thêm đứa nữa không? Bây giờ khoan đã là nói. Quên. Vô đi. Bây giờ á, cô thấy như vậy nè. Dạ. Hai đứa tụi con mới cưới nhau được 4 năm thôi đúng không? Dạ. Là tôi thấy á, nó sẽ có một số cái nếu như tụi con không sửa đó. Dạ. Là nó không có hay đâu. Dạ. Thứ nhất á, là con, chồng con nói đúng á, con phải mở lòng ra, con phải có bạn có bè. Bây giờ á, vợ chồng như vậy ha. Dạ. Xong á, một lúc nào đó hai vợ chồng cãi nhau ví dụ vậy, mà cãi nhau mà chưa hòa với nhau được á, thì con sẽ cảm thấy con bị ức chế kinh khủng khiếp lắm. Nhưng nếu như con có một người bạn nữ, người bạn thân của mình á, mà con có thể chia sẻ được á, thì con sẽ thấy nhẹ đi. Tại vì á, khi mà con nghe những cái tương tác từ bạn á, chẳng hạn như là con nói chồng con, trời ơi sao mà ổng nóng tính quá, ổng thế này thế nọ thế kia với tôi thế này thế nọ, thì ví dụ cô bạn con á sẽ nói là trời ơi vậy chứ mà ổng còn đỡ hơn chồng tôi đó, tôi nói cho bà nghe chồng tôi còn dày nữa này. Hai đứa tâm sự được với nhau á, tự nhiên con thấy à chồng con vậy là còn hơn biết bao nhiêu người, thì mọi chuyện nó sẽ nhẹ đi cho con đỡ, con xả được cái ấm ức trong lòng á. Nếu mà nói là bạn thân thì con có, nhưng mà tính con là con ít con lại thích góp ý cho người khác, con thay cho boy chuyện người khác, nhưng mà chuyện của con rất ít khi mà chia sẻ ra. Đấy, con cứ giữ trong lòng vậy ạ. Thì đó, bởi vậy con ơi, cái lòng của con, trái tim của con, cái não của con á, con chứa được khoảng 100 năm không? Con nghĩ là con sống 100 tuổi không? Dạ. Đúng không? Dạ. Thì bây giờ làm sao con chứa hết? Cái thứ nhất, thứ hai nữa là chồng con cũng có cái nhu cầu được đi ra ngoài chứ, đúng không nè? Dạ. Thì thành ra bây giờ nếu con không đi chơi, chồng con phải ở nhà theo con, mà cái đó đàn ông khác, đàn bà khác,
họ có những cái nhu cầu họ cần phải mở mang các mối quan hệ làm ăn chẳng hạn, hoặc là mở mang những cái giải trí á, họ, họ cần cái nhu cầu đó. Mà giờ vợ ông đi rồi, không lẽ về chồng đi mình, mà con để chồng con đi mình con còn mệt nữa, đúng không? Có những cái mà cám dỗ chẳng hạn, đi cám dỗ, đúng không con? Cho nên hai vợ chồng là phải đồng thanh đồng thủ, phải đi chơi. Thực ra cô cũng giống con, cô làm biếng đi đâu chơi lắm, cô không thích đi chơi, nhưng mà cô phải chiều chú, phải đi chơi để cho chú vui, để cho chú có những cái tiếp xúc người này người nọ. Rồi vợ đẹp như vậy á, người ta còn có nhu cầu khoe vợ nữa cơ. Đó, vợ tôi xinh như thế này phải hãnh diện chứ, đúng không con? Đó, cho nên con phải thay đổi cái đó đi, cuộc sống nó mới thú vị được. Con hiểu không? Rồi hai đứa có mong muốn có thêm một em bé nữa hay không? Dạ, nói chung là tại vì là nhà con có tự nhiên rồi, thế là con cũng không đặt nặng cái vấn đề là có em bé lắm. Nhưng mà hiện tại là vợ chồng con vẫn để tự nhiên, khi nào mà gọi là trời ông trời thương, ông trời cho thì nhà con xin nhận. Con cũng không đặt nặng cái vấn đề này lắm. Nhưng mà cô lại muốn khuyên con là Bin, em chúc cho hai bạn này có đứa con trai. Dạ. Không, tại vì chị nói nghiêm túc luôn, bạn này có đứa con gái rồi. Dạ, đúng không? Chú Bin chúc con có một thằng con anh trai. Anh Tú cũng đẻ ra một đứa con gái, chưa ông bà nội chưa có cháu trai. Thấy chưa? Bởi vì chị nhìn cái tia mắt của Tú là chị biết là bạn này bây giờ đang rất khao khát có một thằng con trai nối dõi tông đường. Ok, nếu mà có đứa con trai chắc chị em mình sẽ ra tắm biển Cửa Lò. Đúng rồi. Sầu sẵn rồi như là thăm gia đình của hai đứa nó luôn. Đúng rồi. Rồi hôm nay chú mong rằng hai con sẽ yêu nhau nhiều hơn nhé. Và mến chúc cho hai vợ chồng năm sau đi. Dạ. Năm con mèo. Dạ. Đầu năm bác sĩ báo tin vui và cuối năm con mèo vàng xuất hiện. Dạ. Đó là một cháu trai kháu khỉnh đủ đầy và nhận lấy tất cả những gì tốt đẹp nhất của bố và mẹ nha. Nhưng mà cao lớn giống bố hả? Giống luôn. Đó, thì không... đó những cái gì đẹp đẽ nhất của bố mẹ. Chưa nè, để tôi hỏi đáp đi. Sao? Cao lớn giống bố. Đẹp trai giống bố. Nhưng mà không có nóng tính giống bố. Đó. Rồi, mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với hai vợ chồng các con. Dạ, vâng. Rồi, xin chào hai đứa.